con kính chào cha kính chào quý cụ ông bà anh chị em à, tuần này con lại à, trở lại để chia sẻ với cha với quý ông bà anh chị em à, chúng ta à, đã bắt đầu bước vào mùa vọng à, như cha tuấn úy có nói đầu giờ đọc kinh à, đó là chúng ta đã có ngày chủ nhật thứ nhất mùa vọng vào hôm qua rồi hôm nay là chúng ta vào thứ hai rồi vì vậy mà trong à, tuần này à, tôi xin được chia sẻ một chút về ý nghĩa lịch sử rồi mục đích của mùa vọng để chúng ta ý thức hơn rồi chúng ta sống những cái mùa phục vụ của giáo hội bởi vì nhiều khi chúng ta là người công giáo chúng ta hàng năm vẫn cử hành mùa vọng rồi mùa giáng sinh rồi mùa thường niên mùa trai mùa phục sinh mùa thường niên vân vân nhưng mà đôi khi chúng ta không ý thức được Chúng ta hoặc là chúng ta chưa ý thức đủ Mà vì chưa chúng ta chưa hiểu biết thức đủ Cho nên nhiều khi chúng ta à, chưa có cử hành một cách à, trọn vẹn Hay là ý nghĩa hoặc là nó hiệu quả được à, Nhiều khi chúng ta là con người thì chúng ta biết à, Thiên nhiên thì một năm có 12 tháng Rồi một năm thì có bốn mùa à, xuân hạ thu đông à, Thế là trong đức tin công giáo của chúng ta Chúng ta cũng có một cái lịch riêng gọi là lịch phụng vụ à, Mà lịch phụng vụ thì cũng chia ra các mùa Tức là cái mùa đầu tiên trong năm phục vụ đó là mùa vọng mà chúng ta đã bước đầu vào ngày hôm qua. Và chúng ta biết là mùa vọng là sớm nhất là được cử hành hành vào ngày 27 tháng 11 và trễ nhất là vào ngày mùng 3 tháng 12. Thế là năm nay chúng ta cử hành mùa vọng vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng vào đúng ngày 27 tháng 11. Đó là sớm nhất có thể. Đó. rồi sau mùa vọng thì chúng ta bước vào mùa Giáng sinh. Sau mùa Giáng sinh thì chúng ta bước vào mùa thường niên và còn được gọi là mùa thường niên 1. Rồi sau một thời gian mùa thường niên thì chúng ta bước vào mùa chay. Rồi kết thúc mùa chay thì chúng ta bước vào mùa phục sinh. Hết mùa phục sinh thì chúng ta lại bước vào mùa thường niên, còn được gọi là mùa thường niên 2. Rồi sau đó là chúng ta kết thúc năm phụng vụ với lễ Chúa Kitô Vua, Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua mà chúng ta vừa mừng kính vào Chúa Nhật tuần trước. Tức là chúng ta thấy rằng uh, trong giáo hội công giáo, niềm tin công giáo của chúng ta Cũng có một cái lịch gọi là lịch phụng vụ Và chia ra các mùa như vậy Tức là chúng ta bắt đầu bước vào mùa vọng Vậy thường mùa vọng là cái gì? Uh, tiếng Việt uh, chúng ta gọi là chữ vọng Có nghĩa là chúng ta uh, vọng có nghĩa là chờ đợi Nhưng mà không phải là chờ đợi theo cái kiểu uh, uh, thụ động có nghĩa Không có ngồi đó mà chờ Mà cái chữ mùa vọng ở đây đó Nó mang tính cách tích cực hơn À, nếu mà tiếng Anh đó thì nó gọi là longing, à, chúng ta mong chờ nhưng mà đây là nó có sự tiến triển. À, ví dụ như cái chữ mà à, mùa vọng mà bằng tiếng Anh thì gọi là advent và nó bắt nguồn từ tiếng Latin adventus à, hay là adventurous thì nó có nghĩa là à, đang đến cái gì đó đang đến. À, nó làm cái động từ. À, cho nên vì vậy là chúng ta mong chờ trong cái sự tích cực chứ không phải là thụ động không phải là chúng ta cứ ngồi ở đó để chờ đợi mà chúng ta mong chờ mong chờ thứ nhất là chúa đang đến với chúng ta chúa đang đến cũng nghĩa là có sự chuyển động di động tích cực ở trong đó và chúng ta cũng phải làm cái gì đó để cho cái việc chúa đến nó có thể dùng là để cho chúa đến một cách mau hơn chúa đừng trì hoãn nữa Nghe câu nói là lại chúa xin hãy đến chứ đừng có trì hoãn nữa tức là đây là một cái sự chờ đợi mà nó mang tính cách tích cực chứ không phải là thụ động đó là ý nghĩa của mùa vọng là như vậy rồi vậy thì mùa vọng được uh, uh, cử hành như thế nào thì theo lịch sử uh, của Phụng vụ thì uh, chúng ta biết là cái mùa đầu tiên uh, trong năm Phụng vụ mà giáo hội chúng ta cử hành uh, cái thời xa xưa đó theo lịch sử đó thì là ngày Phục sinh uh, Thánh Kinh uh, đặc biệt là sách uh, Tông đồ Công vụ đã nói rất rõ ràng là sau khi Chúa Giêsu uh, tử nạn Phục sinh về trời rồi thì các tông đồ mỗi Chúa nhật đều tụ họp nhau để mừng kính ngày lễ Chúa phục sinh. À, thế là cái cái ngày đầu tiên, à, cái ngày lễ đầu tiên mà giáo hội cử hành đó là ngày lễ phục sinh. Mỗi ngày Chúa nhật giáo hội đều tưởng niệm Chúa phục sinh cho đến ngày hôm nay vẫn vậy. Cho nên vì vậy trong mùa chay, dù rằng mùa chay gồm có 40 ngày rồi, à, các Chúa nhật trong mùa chay thì cũng nói là à, Chúa nhật thứ nhất mùa chay, thứ hai mùa chay, nhưng mà ngay cả trong mùa chay, Chúa Nhật vẫn được coi là ngày Chúa phục sinh. Cho nên 40 ngày của mùa chay không tính các ngày Chúa Nhật. Đó là cái ngày lễ đầu tiên mà giáo hội cử hành. Rồi vì cái biến cố mà Chúa phục sinh là một biến cố rất là vĩ đại, trọng đại. Và nó làm cho đức tin công giáo của chúng ta có mục đích, có ý nghĩa. Cho nên vì nó quan trọng như vậy, cho nên giáo hội cảm thấy rằng cần có một cái sự chuẩn bị, cần có gì cử hành nó được tốt hơn. Thế là mới có Tam Nhật Thánh rồi phát triển thành tuần thánh rồi sau đó quan trọng như vậy thì mới sao mới có mùa chay mùa chay để chuẩn bị cho ngày phục sinh rồi có mùa phục sinh 40 ngày còn mùa vọng của chúng ta có đây đó thì phải bắt nguồn từ lễ giáng sinh tức là giáo hội mừng lễ giáng sinh có thể là vào khoảng à, khoảng đầu thế kỷ thứ tư tức là khoảng năm 330 336 thì lễ giáng sinh mới được cử hành ở trong giáo hội. Tất nhiên Chúa thì đã Giáng sinh rồi Nhưng mà ban đầu thì giáo hội chưa có một cái ngày lễ đặc biệt Để kỷ niệm việc Chúa Giáng sinh Mãi cho đến khoảng phần đầu của thế kỷ thứ tư Thì giáo hội mới có mừng một cái ngày riêng Vào ngày 25 tháng 12 để mừng Chúa Giáng sinh Thì cho nên là nó kéo dài cho đến cuối thế kỷ thứ tư Sang thế kỷ thứ năm Thì là hoàn toàn là lễ Giáng sinh mới được cử hành trong giáo hội hoàn vũ Vào ngày 25 tháng 12 thì cũng vậy ngày lễ giáng sinh là một ngày quan trọng như vậy à, à, kỷ niệm biến cố ngôi hai nhập thể làm người để cứu chuộc chúng ta vì quan trọng cho nên giáo hội cảm thấy rằng cần thiết có một thời gian để chuẩn bị cho cái ngày lễ đó vì vậy mà giáo hội lại mới lập ra cái mùa gọi là mùa vọng và mùa vọng cũng được thay đổi theo chiều dài của lịch sử phục vụ của lịch sử giáo hội à, những vào những thời kỳ đầu thì mùa vọng dài hơn À, có những lúc là kéo dài tới 40 ngày như là mùa chay vậy à, và cũng mang cái màu sắc của mùa chay cũng có sự ăn năn sám hối đền tội rồi cũng có ăn chay hãm mình vân vân à, nhưng mà với thời gian à, phát triển đặc biệt là tới công đồng Vatican thứ hai thì giáo hội thấy rằng cần thiết à, phải có một cái sự khác biệt giữa mùa vọng và mùa chay cho nên à, đức Tha, giáo hoàng à, Gregory cả vào thế kỷ thứ à, cuối thế kỷ thứ năm sang đầu thế kỷ thứ sáu đã đổi thành mùa vọng là chỉ còn lại có 4 tuần như chúng ta có ngày hôm nay, thế là có 4 tuần và cái cách mà ăn năn sám hối của mùa vọng với mục đích nó khác với lại của mùa chay. Mùa chay là theo cái nghĩa là ăn năn đền tội vì tội của chúng ta mà Chúa Giêsu đã phải chết trên thập giá để đền tội cho chúng ta. Còn cái ăn năn sám hối của mùa vọng đó là ăn năn sám hối để mà chờ đợi đón Chúa đến. À, nó mang một cái cái tia hy vọng mang một cái tia vui mừng. À, vì vậy mà chúng ta thấy là trong mùa vọng đó, chúng ta trong thánh lễ đặc biệt thánh lễ ngày chủ nhật không hát kinh vinh danh. Nhưng mà cái việc không hát kinh vinh danh trong ngày chủ nhật của mùa vọng, các chủ nhật mùa vọng thì nó khác hơn là cái việc không hát kinh vinh danh trong mùa trong mùa chay. Trong các chủ nhật mùa chay không hát kinh vinh danh À, mang cái tính cách là à, bỏ bớt đi những cái sự hay là không hát cơ câu Alleluia. để cơ, cái tâm hồn trầm lắng xuống để ăn năn sám hối để đền tội à, vì tội lỗi con người cho nên Chúa đã phải chết còn cái của mùa vọng không hát kinh Vinh Danh trong mùa vọng là gì là để chờ đợi chờ đợi cho đến đêm Giáng Sinh mới hát lại kinh Vinh Danh mà chúng ta biết kinh Vinh Danh trong đêm Giáng Sinh thì có rung chuông vân vân lên để nói lên nói tới cái sự vui mừng hòa chung với tiếng hát của các thiên thần trong đêm Chúa Giáng sinh để hát vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thế là cái cái sự ăn năn sám hối cái sự chay tịnh của mùa vọng nó khác với lại của mùa chay. Nó khác với mùa chay. Rồi cũng như mùa vọng thì chúng ta thấy là mùa vọng gồm chia ra làm hai giai đoạn và mang hai ý nghĩa khác nhau. Giai đoạn thứ nhất của mùa vọng là bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho đến ngày 16 tháng 12. Giai đoạn thứ hai của mùa vọng là từ ngày 17 tháng 12 cho đến ngày 24 tháng 12. Thế giai đoạn thứ nhất của mùa vọng từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho đến ngày 16 tháng 12 là ý nghĩa là gì? Là đặt trọng tâm vào để mà mong đợi Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang ngày tận thế. À, nếu mà ông bà anh chị em đi lễ mỗi ngày à, để nghe các cái bài đọc lời Chúa thì ông bà anh chị em sẽ thấy rằng các bài đọc lời Chúa hướng chúng ta và nói về việc Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang trong ngày tận thế. Rồi từ ngày 17 tháng 12 cho đến 24 tháng 12 thì những bài đọc lời Chúa mới nhắc nhở và mới hướng chúng ta về việc kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu giáng sinh nhập thể làm người. Hay nói cách khác là mừng sinh nhật của Chúa Giêsu. Thế là mùa vọng chia thành hai giai đoạn với hai ký nghĩa đó. Thứ nhất từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho đến ngày 16 tháng 12 để tưởng để chúng chuẩn bị tâm hồn chúng ta về việc Chúa Giêsu đến lần thứ hai trong ngày tận thế trong vinh quang để phán uh, xét cả sống và cả chết. Còn từ ngày 17 uh, cho tháng 12 năm 24 lại được hướng tâm hồn chúng ta để chuẩn bị uh, mừng lễ sinh nhật của Chúa mừng Chúa Giáng sinh. Thánh Benado thì lại đưa ra một ý tưởng khác nữa, tức là ngoài hai cái ý nghĩa là chuẩn bị để đón Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang và để chuẩn bị Chúa đến để kỷ niệm Chúa Giáng sinh thì Thánh Bernardo còn nói một tới một ý nghĩa thứ ba của mùa vọng nữa là để chuẩn bị đón Chúa đến mỗi ngày. Không nghĩa là gì? Chúa đã đến rồi. Chúa đã đến rồi. 2.000 năm về trước Chúa đã hạ phàm làm người hơn 2.000 năm về trước Chúa đã nhập thể làm người rồi. Thế là Chúa đã đến cho nên chúng ta mừng Giáng sinh là chúng ta mừng kỷ niệm ngày sinh nhật của Chúa. Rồi Chúa sẽ đến ở trong vinh quang ngày tận thế của Chúa chưa đến mà Chúa sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang đó là biến cố ở trong tương lai và một biến cố nữa là Chúa đang đến mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta đó là cái mà Thánh Bê-na-đô nói Chúa đến trong mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta cũng theo nghĩa theo hai nghĩa nghĩa thứ nhất là gì là Chúa đến mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta qua các thánh lễ qua các bí tích Chúa vẫn đến với chúng ta qua các thánh lễ, qua các bí tích Chúa đến, qua ân sủng của Chúa với chúng ta. Thế là ngày mùa vọng cũng nhắc nhở chúng ta chuẩn bị tâm hồn để rồi chúng ta đón Chúa đến mỗi ngày trong các thánh lễ và trong các bí tích và có thể là một trong những cách thức để chuẩn bị cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn cách tốt nhất để đón Chúa là gì? là thường xuyên cử hành các bí tích và tham dự các thánh lễ. Không có cái gì tốt hơn cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa bằng cách hãy cử hành các bí tích và thường xuyên tham dự thánh lễ mỗi ngày. Rồi, để chuẩn bị Chúa đón Chúa đến, mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta cũng có ý nghĩa thứ hai là là ai trong chúng ta được cũng phải chết. Chúng ta không phải chờ cho đến ngày tận thế ngày quang lâm để rồi Chúa phán xét chung mà chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào và chúng ta đều phải đến tòa Chúa phán xét riêng. Không ai biết là chúng ta sẽ chết ngày nào giờ nào cả. À, vào thứ sáu tới đây à, tôi sẽ cử hành lễ phát tang à, cho một cặp vợ chồng à, rất là thương, rất là đáng thương. Là cô vợ bị bệnh ung thư à, và qua đời cô mới có 48 49 tuổi thôi. Thì người chồng à, đang lo đám tang cho vợ rồi cũng nhờ tôi à, dừng lễ phát tang cho vợ thì được mấy ngày sau rồi người chồng cũng buồn quá, rồi đau cái cảm thấy buồn khổ quá rồi tai biến chết luôn. Tức là trong một một tuần thôi cả vợ cả chồng đều chết chồng thì 52 tuổi, 51 tuổi, vợ thì 48, 49 tuổi để lại ba cô con gái. Cô con gái lớn nhất năm nay mới có 18, 19 tuổi thôi. Đó là đây là lần đầu tiên mà thứ sáu trừ thứ sáu này là tôi phải dưng lễ phát tang cho hai quan tài hai vợ chồng cùng một lúc. Đặc biệt là đối với người chồng không ai nghĩ rằng người chồng lại ra đi đột ngột như vậy mà vợ vừa mới nằm xuống rồi chồng lại đi theo luôn. Thế là chúng ta chờ đợi Chúa đến mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta cũng có ý nghĩa đó nữa không phải là chỉ có người già mới chết, không phải là chỉ có người bệnh mới chết, mà người trẻ, người khỏe cũng có thể chết. Ví dụ sáng nay khi tôi ngồi nói chuyện với cha xứ ở đây kia, tôi đến đây để giảng tính tầm mùa vọng, thì cha xứ cũng nói với tôi rằng cuối tuần này họ cũng có một đám tang của một anh thanh niên 27 tuổi đi xuống dưới Mexico đi du lịch tôi bị bắn chết ở dưới đó. Ai nghĩ rằng cái chuyến du lịch này sẽ là cái chuyến cuối cùng của anh ta mới 27 tuổi đi du lịch hay là cũng báo đăng cách đây tôi cũng đọc cách đây mấy hôm một người phụ nữ người gốc Mexico 51 tuổi quen một người bạn trai ba mươi mấy tuổi ở bên Peru thế rồi trên mạng thôi quen online rồi mới bay từ Mexico để sang Peru để thăm cái người bạn trai của mình thế là thăm làm sao mà hơn một tuần rồi gia đình không nghe tin tức gì hết thì mới cho người đi tìm xuống đó cảnh sát tìm ra là sao là bị cái, cái anh bạn trai đó giết chết và lấy nội tạng để đi mang đi bán, đấy, ai biết được? hay là có những người lớn tuổi già có khi chín mấy tuổi rồi nghĩ rằng mình chết, nhiều khi là, chắc là tôi sắp chết rồi, à, chắc là tôi sắp chuẩn bị nhưng mà nói cái câu đó có khi mười mấy năm rồi vẫn còn sống. <laughs> ví dụ trong nhà dòng của chúng tôi có một cha cố chín mươi mấy tuổi rồi nhưng mà từ hồi mà ngày tám 80 tám mươi tám mấy ngày đã nói rằng ngày sắp chết rồi nhưng mà giờ mười mấy năm sau ngày vẫn sống, mà hồi này đấy có vẻ là còn khỏe hơn nữa cho nên là chúng ta thấy rằng cái sống cái chết nó vô thường lắm, không biết ngày nào giờ nào. Cho nên ký tưởng thứ ba mà thánh Benado nói rằng không phải chỉ đợi chờ Chúa đến kỷ niệm Chúa đã đến nhập thể làm người trong ngày giáng sinh cũng không phải chỉ chờ đợi đến ngày cánh chung ngày quang lâm Chúa sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết mà là chờ Chúa đến mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Chúa đến trong các thánh lễ trong các việc cử hành các bí tích và Chúa đến khi Chúa gọi chúng ta về cái chết cá nhân của chúng ta nữa. Thế là mùa vọng mang ba cái ý nghĩa đó. Để rồi chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải lưu ý, cần phải quan tâm hơn. Thế vậy thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị mùa vọng như thế nào? Chúng ta thấy rằng những bài đọc tin mừng của cuối năm phụng vụ và ngay cả bài tin mừng của Chúa Nhật hôm qua, Chúa nói rằng chắc chắn Chúa sẽ đến. Cái điều đó không còn hồ nghi gì nữa cả. Chắc chắn Chúa sẽ đến đến trong cái chết cá nhân của chúng ta hay đến ngày tận thế cái điều đó là không có tranh cãi Chúa sẽ đến nhưng mà Chúa không nói cho chúng ta biết là ngày nào và giờ nào và nếu Chúa không mặc khải cho chúng biết ngày nào giờ nào thì chúng ta cũng không nên thắc mắc làm gì nhiều người thì không lo chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến mà cứ lo đi tò mò tìm biết là ngày nào giờ nào thôi mà nếu như Chúa là không muốn mặc khải cho chúng ta biết thì chúng ta có đi tìm cũng chẳng biết được bởi vì Chúa Giêsu đã nói rõ ràng ngày nào giờ nào chính Chúa Giêsu cũng không biết mà chỉ có cháu Chúa Cha biết mà thôi. Mà nếu Chúa đã không muốn mặc khải cho chúng ta biết mà chúng ta cố tình đi tìm kiếm thì cách nào đó là chúng ta đã bất tuân lệnh của Chúa, chúng ta đã thiếu cái sự tôn trọng Chúa rồi. Nếu mà Chúa đã muốn giữ bí mật thì chúng ta không nên tò mò tìm kiếm làm gì. Mà có lẽ Chúa không muốn biết cho chúng ta biết ngày nào giờ nào bởi vì Chúa cũng nói chúng ta cái điều đó không quan trọng. Quan trọng hơn là gì? là chúng ta phải chuẩn bị như thế nào đó là điều mà Chúa Giêsu muốn chúng ta lưu tâm, lưu ý mà các tông đồ cũng vậy, đặc biệt Thánh Phaolô. Quan trọng hơn là biết ngày nào giờ nào là hãy chuẩn bị như thế nào đó mới là quan trọng. Thế là chúng ta phải chuẩn bị như thế nào đây? thì chúng ta thấy là trong mùa vọng có những cái cách thức để cho chúng ta nhớ đến việc mà à, chuẩn bị tâm hồn. À, có những cái tập tục mà chúng ta có thể làm trong mùa vọng thứ nhất mùa vọng là mùa mà giáo hội kêu gọi chúng ta hãy chuyên chăm cầu nguyện tính thức và cầu nguyện. Chúa Jesus nói nếu mà cái chủ nhà tính thức thì ăn trộm nó không có vào nhà được chỉ có khi cái người từ chủ nhà ngủ mê thì ăn trộm mới vào được. nên là mùa vọng việc đầu tiên ta cần phải làm gì phải tính thức thế tính thức làm sao? Thưa tính thức để thấy để nhớ rằng cuộc sống trần gian này chỉ là tạm bợ thôi chỉ là tạm bỡ thôi cho nên ngày nào còn sống trên trần gian chúng ta phải làm chúng ta phải ăn và đôi khi chúng ta cũng có vui chơi một chút nhưng mà đừng quá đáng đừng làm như là cuộc sống ở trần gian này sẽ kéo dài mãi đừng làm như của cái ở đời này chúng ta sẽ giữ được cả đời sau chúng ta phải tỉnh thức để đừng quên rằng đây chỉ là cõi tạm mà thôi và đừng quên rằng khi chúng ta rời bỏ thế gian này chúng ta không mang được tài sản của cái đi và để chúng ta nhớ rằng những cái đau khổ trong cuộc đời của chúng ta nó có giá trị cứu độ có thể đề lại những tội lỗi của chúng ta và của người khác để chúng ta tỉnh thức rằng à, những cái uh, điều mà chúng ta còn đăng khi gọi là Sam sân si nó chỉ làm cho chúng ta thêm khổ mà thôi Hãy tỉnh thức cái điều đó để thấy được những giá trị, những ý nghĩa của cuộc đời và luôn ghi nhớ rằng chúng ta là công dân của nước trời, nhà thật của chúng ta là ở thiên đàng chứ không phải trần gian này. Mà để chúng ta tỉnh thức được như vậy thì trong mùa vọng này chúng ta thứ nhất phải tránh bỏ bớt đi những cái ồn ào huyên náo không cần thiết. Cụ thể, đừng có nghe nhạc quá nhiều, nếu có nghe thì nghe những bài thánh ca về mùa vọng, những bài nhắc nhở chúng ta về việc Chúa đến đừng dành nhiều giờ để coi phim một cách vô bổ bớt những sự ồn ào không cần thiết những tiếng ồn không cần thiết từ phim ảnh cho đến coi tv cho đến coi internet cho đến nghe nhạc giảm bớt đi để lấy giờ mà cầu nguyện mà thinh lặng và đặc biệt là giảm bớt đi những cái tiệc tùng một cái điều mà tôi cảm thấy đáng buồn đó là người công giáo của chúng ta là ngay trong mùa vọng đã tổ chức tiệc tùng giáng sinh linh đình rồi Chúng ta không để ý gì cả là bởi sao? Nói là tiệc Giáng sinh thì hãy chờ cho đến ngày Giáng sinh hoặc là trong mùa Giáng sinh hãy tổ chức. Tại sao lại tổ chức tiệc Giáng sinh vào trong mùa vọng? Đặc biệt là các đoàn thể công giáo, các ca đoàn, được các hội đoàn đua nhau tổ chức tiệc tùng Giáng sinh vào ngay trong mùa vọng. Mà mùa vọng rất ngắn, chỉ có hơn 3 tuần đến 4 tuần là nhiều nhất để chuẩn bị đón Chúa thì chẳng có lo đón Chúa gì cả, lo tiệc tùng. Mà chúng ta từ từ làm sao trần tục hóa ngày lễ Giáng sinh ngày lễ giáng sinh ngày hôm nay thì chúng ta thấy người, ngay cả như nước cộng sản <laughs> một cách nào đó chúng ta thấy họ cũng à, tổ chức giáng sinh ví dụ ở trung quốc ở việt nam thế nào cũng treo đèn treo hoa rồi để trang trí ngay cả trong những cái shopping những cái thương mại này kia trang trí giáng sinh hết nhưng mà hoàn toàn là gì là thương mại hóa tôi nhớ ngày xưa ở mỹ này là có một cái luật là gọi là bất thành văn là có nghĩa là à, khi nào mà xong sau cái ngày lễ tạ ơn ngày lễ tạ ơn của nước mỹ đến ngày lễ Thanksgiving thì người ta mới bắt đầu trang trí giáng sinh đặc biệt là ngay cả những shop bên những cái trung tâm thương mại. Nhưng bây giờ thì tôi thấy là ngay cả trước cái ngày lễ Halloween à, tức là ngay tháng 10 là người ta đã trang trí rồi từ từ người ta trần tục hóa, người ta thương mại hóa ngày lễ giáng sinh. Xem ra là khắp nơi là trang trí rồi hang đá này kia. Xem ra là thế giới gần như là là trở thành Kitô hóa hết rồi công giáo hóa đúng không? Vãi vậy mà họ đang trần tục hóa ngày lễ Giáng sinh, thương mại hóa ngày lễ Giáng sinh. Mà nếu người công giáo chúng ta không cẩn thận thì cũng rớt vào cái đó. Tức là trong mùa vọng chưa chi là các nhà thờ, các giáo xứ làm hang đá rồi trang trí Giáng sinh hết rồi. Chẳng có cái gì là mùa vọng nữa cả. Thế là tôi khích lệ ông bà, anh chị em, cả các nhà thờ, các giáo xứ tại các gia đình đừng có trang trí Giáng sinh quá sớm mà hãy có trang trí thì trang trí cho mùa vọng. Để nhắc nhở chúng ta cái tâm tình của mùa vọng, hãy sống tâm tình của mùa vọng. Bởi vì nếu chúng ta mà chuẩn bị trong mình sống mùa vọng cho tốt thì ngày lễ Giáng sinh mới thực sự là vui mừng chúng ta mới cảm nghiệm được niềm vui của đón Chúa đến. Còn ngay mùa vọng mà chúng ta đã trang trí Giáng sinh rồi sống như trong tinh thần mùa Giáng sinh rồi thì đến khi Chúa đến mừng Chúa Giáng sinh thì chẳng có cái gì là mới mẻ tân bừng nữa cả. Cho nên chúng ta đặc biệt là người công giáo hãy sống tinh thần mùa vọng giảm bớt đi những tiệc tùng không cần thiết. Nếu các ca đoàn, các hội đoàn muốn tổ chức tiệc tùng, giáng sinh, chờ đến ngày giáng sinh hay trong mùa giáng sinh hãy làm. Còn trong mùa vọng thì đừng có làm những điều đó. Các giáo sứ, các cộng đoàn, các gia đình đừng vội vàng trang trí giáng sinh nhiều khi bảo trang trí nó có tinh thần. Nếu muốn có tinh thần và tinh thần đúng thì hãy trang trí tinh thần của mùa vọng, trang trí mùa vọng, màu sắc của mùa vọng, mùa vọng cũng có thể trang trí. Là trang trí theo tinh thần của mùa vọng Nếu muốn có tinh thần Đặc biệt là tinh thần cho đúng Chứ nhiều khi tinh thần Nhưng mà là mùa vọng Nhưng mà lại tinh thần của mùa Giáng sinh Thì không đúng rồi Nó Giảm bớt những tiệc tùng Những vui chơi Không cần thiết để mà Đi vào trong cái tâm tình Để chờ đón Chúa đến Rồi kế tiếp là Chúng ta dành ra những giờ thinh lặng Để suy nghĩ Để suy niệm Đặc biệt là đọc những bài lời Chúa Trong mùa vọng này để nhắc nhở chúng ta... Và gia đình chúng ta... Cộng đoàn chúng ta... từ cái việc cầu nguyện rất quan trọng... Thưa ông bà anh chị em... Tại sao cầu nguyện lại quan trọng... Ở trong mùa vọng... Bởi vì mùa vọng là cái mùa chờ đợi... Mà chờ đợi thì không có dễ... Đặc biệt là chờ đợi rất là lâu... Ví dụ như việc mà... Chờ đợi Chúa đến lần thứ hai... Trong ngày Quang Lâm... Ngày Tận Thế... Người ta đã chờ đợi hai ngàn năm nay rồi... Cho nên đó... Nghe... Uh, cho nên vì vậy mà... Uh, cái chờ đợi lâu nó mệt mỏi lắm Mà nhiều người chờ đợi lâu quá chưa thấy Chúa đến lần thứ hai thì nản lòng và nghĩ rằng chẳng có Chúa nào cả hay là Chúa chẳng bao giờ đến cả bây chờ đợi mãi được có thấy đến đâu thế là chờ đợi không dễ <laughs> chờ đợi Chúa đến không dễ và ông bà anh chị em thử đi chờ đợi người thân vì chúng ta đi đâu chúng ta phải chờ người thân uh, đến thăm cũng thấy khó hay là các ông mà đưa các bà đi shopping đó mà ngồi chờ các bà shopping xong lại chờ các bà về là mệt tóc mà ông các ông cho nhiều các ông là thôi bà muốn đi bà đi thì tôi không có đưa bà đi bởi vì đi đưa bà đi chờ bà mệt quá thế là chờ đợi luôn luôn là việc khó làm đặc biệt là chờ đến chúa đến nữa cho nên phải có ơn chúa chúng ta mới chờ đợi trong kiên nhẫn được vì vậy mà phải cầu nguyện không cầu nguyện thì không có ơn chúa đủ để mà chờ đợi một cách kiên nhẫn chờ đợi một cách tích cực mà có khi chúng ta sẽ sao nhãng chúng ta sẽ chán nản bỏ cuộc cho nên phải cầu nguyện, thưa bà anh chị em. Phải cầu nguyện để rồi chúng ta tỉnh thức, chúng ta ý thức được thân phận con người, chúng ta ý thức được rằng cuộc đời này là cuộc đời tạm, chúng ta ý thức rằng Chúa đã đến, Chúa sẽ đến, Chúa đang đến mỗi ngày. Và cầu nguyện mới cho chúng ta đủ can đảm, đủ kiên nhẫn, đủ tỉnh thức mà chờ đợi. Không thì chúng ta sẽ ngã lặng, chúng ta sẽ chán nản, chúng ta sẽ buông xuôi. Rồi cầu nguyện cho chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta cho gia đình của chúng ta để rồi chính họ cũng ý thức, cũng tỉnh thức mà chờ đợi đón Chúa đến. Cho nên tỉnh thức và cầu nguyện. Tôi ừ. cái điểm thứ ba nữa là chúng ta không chờ đợi một cách uh, thụ động mà chúng ta phải chờ đợi một cách tích cực mà tích cực qua việc gì? Uh, chúng ta chờ đợi một cách tích cực uh, qua việc chúng ta phải làm những việc lành phúc đức mùa vọng cũng là cái thời gian để cho chúng ta làm những việc lành phúc đức từ việc cầu nguyện cho tha nhân, Rồi làm những việc phúc đức ví dụ là mùa vọng là cái thời gian rất tốt cho chúng ta gọi điện thoại để thăm hỏi những uh, cha mẹ ông bà bạn hữu những người mà lâu nay chúng ta chưa liên lạc, Đó. rồi gọi để mà liên lạc với những người có khi là đang cô đơn, đang ốm đau bệnh tật, Đó. thăm những người ở uh, trong nước sinh hôm. À, ví dụ như là có những truyền thống tốt đẹp là của một số các nhà dòng hay là một số các chúng viện hay là một số các bạn giới trẻ à, mùa vọng là cái thời gian mà các bạn à, đi thăm các à, các nhà dưỡng lão rồi hát cho à, gọi là những bài thánh ca cho những người ở trong nhà dưỡng lão. À, giúp cho những người nghèo khó mùa đông này lạnh lẽo lắm à, mà khi mà mùa đông lạnh lẽo này mà những người nghèo khó không nhà không cửa không đủ của ăn thì cái khổ còn còn ghê gớm hơn nữa đặc biệt là đa số ông bà anh chị em đang nghe uh, trên zoom hôm nay ở đây là những người châu âu thì ông bà anh chị em hãy thương nhớ đến những người bên ukraine chiến tranh mà không những chiến tranh mà bây giờ lại tên lửa phá hoại những cơ sở hạ tầng làm cho gần như là hệ thống điện ở bên đó là mất hết trời mùa đông như thế này mà không có điện sống trong tối tăm sống trong lạnh giá như vậy thì khổ như thế nào rồi hàng ngày nơm nớp lo sợ không biết là ngày nào tên lửa sẽ rớt xuống nhà mình Hãy cầu nguyện cho những người đang đau khổ đó. Hãy cầu nguyện cho hòa bình mau đến với thế giới, đặc biệt với đến đất nước và dân tộc Ukraine. Cầu nguyện cho những người không cửa, không nhà, không cơm ăn, không nước uống. Khi mà tôi chia sẻ về cái chuyện của cái cặp vợ chồng mà mới qua đời đó, rồi bỏ lại ba người con gái đó, thì tôi lại nhớ tới một câu chuyện là À, cũng có thể là 7-8 năm rồi à, Tôi có về Việt Nam tôi làm bác ái Và tôi có đến vùng Lào Cai Và đi thăm một cái gia đình à, Gia đình này thì uh, tôi được biết Là bố thì là người dân tộc Hơ Mông Mẹ thì là người Kinh Hai vợ chồng sinh được ba đứa con trai Thì lúc tôi đến thăm thì đứa con trai lớn Nó được khoảng đâu 13 tuổi Nhưng mà có lẽ là nhà nghèo thiếu ăn cho nó gầy gò bé nhỏ lắm Thì tôi đến thăm Thì trong nhà không có một cái ghế nào lành lặn Không có một cái tủ nào nhà thì vách vừa bọc bạt rồi bằng những cái cái mảnh này mảnh kia tre nó chống hốc ra thì tôi được biết là vì gia đình nghèo khó cho người vợ mới đi làm ăn ở xa thì không biết làm ăn thế nào bị người ta lừa lâu ngày không thấy về nữa thì một hôm thì cô ta mới gọi điện thoại cho người mẹ ruột của mình và chỉ nói được một câu rằng mẹ ơi con bị người ta bán sang Trung Quốc rồi mẹ cứu con với như vậy được tắt điện thoại mất điện thoại đi thì cái người mẹ ruột của cô này mới về nói cho cái anh chồng biết là đấy Vợ nó là bị lừa bán sang Trung Quốc rồi Thì người chồng mới gửi ba đứa con ở nhà để đi tìm vợ Thì chẳng biết đi tìm làm sao bị tai nạn xe đụng chết Thế là mẹ thì bán Trung Quốc chưa biết ngày nào về Bố thì chết vì tai nạn giao thông bỏ lại ba đứa con Một đứa thì 13 tuổi, một đứa thì đâu 7, 8 tuổi, một đứa thì mới có được 3, 4 tuổi gì đó Khi tôi đến thằng 3, 4 tuổi thì nó cũng chẳng biết là bố nó chết Mà cũng chẳng biết mẹ nó, nó cứ hỏi là nó vẫn chờ mẹ nó về mà chúng ta thấy có những cảnh khổ như vậy, cho cái đứa trẻ 13 tuổi đó bây giờ nó phải nghỉ học để mà đi làm, đi làm đồng, làm ruộng, làm thuê, làm bướn với cái người người cậu của nó để mà nuôi hai cái đứa em đấy. Mùa vọng cũng là cái thời gian để chúng ta nhìn thấy để rồi chúng ta bác ái, bác ái với biết bao nhiêu người còn đang đau khổ. Nhiều khi chúng ta nhìn lên không bằng ai nhưng mà nhìn xuống chúng ta vẫn còn hơn nhiều người và dân tộc Việt Nam của chúng ta có tinh thần là gì? Lá lành đùm lá rách. Đừng nghĩ rằng mình phải là tỷ phú, mình phải là người giàu, mình mới giúp được cho người khác. Người giàu giúp theo kiểu của người giàu, người nghèo cũng có thể giúp theo kiểu của người nghèo. Hãy làm những gì chúng ta có thể đi. Còn những gì thiếu sót Chúa sẽ bù đắp nhiều người nói rằng con thì bây giờ ở Việt Nam như vậy những người nghèo thì khắp mọi nơi thì như nương như muối bỏ biển vậy ăn thua gì thưa ông bà anh chị em đừng có lo là muối bỏ biển hay bao nhiêu mà hãy làm cái phần của mình thứ nhất cầu nguyện thứ hai thăm hỏi an ủi bởi vì ngày hôm nay cái người như mẹ Teresa Cancuta nói đó là thế giới ngày hôm nay có nhiều người đói vì không có cơm bắn, bánh, bánh Nhưng mà còn có nhiều người Đói hơn vì họ đói vì tình thương Vì không được đối xử như một con người Ngày hôm nay không phải người ta đau khổ về phần xác đâu Mà còn nhiều người hơn đau khổ về tinh thần, đau khổ về cảm xúc Tôi đi giảng nhiều nơi, tôi gặp rất nhiều người đến chia sẻ với tôi Đau khổ lắm từ trong tinh thần, trong cảm xúc Đau khổ vì vợ, vì chồng, vì con cái, vì cha mẹ, anh em vân vân Hôm vừa rồi tôi cũng kể trên bài giảng đến một cái chuyện rất buồn ở Việt Nam Chỉ vì tranh chấp đất đai thôi Ba cô con gái nghĩ rằng mẹ của mình không chia đều đất đai cho mình mà binh vực cái anh trai thôi cho nên mẹ con cãi nhau rồi cuối cùng ba cô con gái sách 10 đít sang đến đốt nhà của người mẹ ruột của mình và kết quả là gì là cả bốn mẹ con đều bị cháy cả đưa vào bệnh viện thì bây giờ là hai cô con gái đã chết rồi người mẹ cũng đang mạnh nặng như vậy chúng ta thấy rằng trong xã hội ngày hôm nay nói ra thì còn rất nhiều điều nào là chiến tranh hay mỏng mống của chiến tranh rồi những bất an nhưng mà anh chị em đọc báo chí cũng biết là nào bắn súng ở khắp nơi ở trên đất mỹ này rồi trộm cắp, rồi uh, kinh tế rất là uh, không biết nó sẽ như thế nào. Thế là sống trong cái tâm tình này chúng ta càng có cái khao khát được sự bình an, khao khát cho nước Chúa chị đến. Đó là tinh thần của mùa vọng của anh chị em. Sống trong cái sự bất an, bất an từ trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội, luôn cả trong đời sống đức tin khi chúng ta thấy nhiều người, uh, người già có người trẻ có đang lung lạc trong đời sống đức tin chúng ta khao khát sự bình an, bình an trong tâm hồn của mình, bình an trong gia đình, trong cộng đoàn. rồi bình an trong xã hội, mong cho nước cha trị đến. Đó là tinh thần của mùa vọng. Vậy thứ nhất chúng ta hãy tỉnh thức. Hãy có những giờ để suy gẫm suy niệm. Thứ hai, chúng ta hãy chuyên cần cầu nguyện bởi vì không có ơn Chúa, chúng ta sẽ không tỉnh thức được. Có khi chúng ta ngủ mê à, trong những cái say đắm của tiền tài, trong những cái dục vọng ham muốn đó. hoặc là trong những sự tự tin của chúng ta hay là chúng ta sẽ chán nản thất vọng buông xuôi trong những lúc chờ đợi và chờ đợi nó tuyệt vọng nó vô vọng chúng ta phải cầu nguyện và cuối cùng để nâng đỡ chúng ta trong cái cái, cái 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 việc chờ đợi đó và để cho cái mùa vọng của chúng ta không phải thụ động mà là tích cực chúng ta hãy làm những việc lành phúc đức đôi khi bằng chính trong gia đình của chúng ta hãy tha thứ cho nhau hãy quan tâm tới nhau vợ chồng con cái hãy làm hòa với nhau hỏi thăm nhau đi đừng để cho nó quá trẻ rồi hãy giúp đỡ cho nhau từ nào? từ cắm một nồi cơm cho đến rửa một cái bát cái chén quét một cái nhà sách giỏ đi chợ về cho nhau hỏi thăm những người mà lâu nay chúng ta không liên lạc có thể là ông bà cha mẹ của chúng ta những người ốm đau bệnh tật những người trong giáo xứ trong cộng đoàn của chúng ta lâu nay chúng ta không gặp gỡ chúng ta không liên lạc rồi có cơ hội có khả năng nữa hãy giúp đỡ từ miếng cơm manh áo chúng tôi vẫn giúp xây những cái cầu ở miền tây nam bộ hay là đào những giếng khoan cho những người dân bị nước nhiễm mặn không thể ăn uống được nuôi những em mồ côi ở dân tộc ở con tum hay là ở ngoài miền bắc vân vân đang xây những cái ngôi nhà nội trú cho những em người hơm bông có chỗ để ở trọ để đi học À, hay là ngay cả trên đất nước của Hoa Kỳ hay là ở Na Uy cho chúng ta cũng vẫn có những con người khốn khổ chúng ta có thể giúp đỡ được cho nhau giúp vào những công việc bác ái từ thiện đó và cuối cùng để kết thúc bài giảng ngày hôm nay thì tôi muốn nói tới là những cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy để giúp chúng ta để chúng ta thấy mùa vọng thì trong đặc biệt trong phụng vụ à, có những cái chúng ta có thể làm để nhắc nhở sống tinh thần mùa vọng thì một cái mà tôi thấy còn rất là phổ biến ngày hôm nay đó là à, cái cái vòng tròn à, từ, tiếng việt thì tôi nghĩ gọi là cái cái gọi là cái vòng hoa mùa vọng đúng không bà anh chị em thế là các giáo xứ giáo họ và gia đình người ta có một cái vòng vòng tròn màu xanh rồi có bốn cây nến đấy ba cây màu tím một cây màu hồng đó đó là cái 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 dấu chỉ của mùa vọng không thế là cái ý nghĩa mục đích của nó như thế nào thì ý nghĩa của nó là ngày xưa cũng là để mà của những cái việc làm của những người bên lương nhưng mà từ từ rồi chúng ta gọi là Kitô hóa dần cái, cái cái hình ảnh đó thì nó có ý nghĩa như thế này cái vòng tròn tượng trưng thì vòng tròn của thời gian và vòng tròn thì nó không có điểm bắt đầu Và không điểm kết thúc Cho nó nói cái gì? Là sự vĩnh cứu đời đời Đó là về Thiên Chúa đấy Đó là sự hoàn hảo Cho nên có vòng tròn là thời gian Là cái sự uh, vĩnh viễn của Thiên Chúa Sự hoàn hảo ở trong đó Còn cái màu xanh là gì? Màu xanh là của hy vọng Hy vọng chờ đợi Chúa đến Hy vọng vào ơn cứu độ của Thiên Chúa Tình thương lòng thương xót của Thiên Chúa ừ. Rồi bốn cái nến đó ba cây màu tím, một cây màu hồng. Chúng ta biết rằng à, mùa vọng thì các linh mục cũng mặc phẩm phục màu tím, ba cây tím đến đó để nói tới cái lòng sám hối, nói sự sám hối và khi nguyên tổ chúng ta phạm tội thì nhân loại sống trong bóng tối của tội lỗi của sự chết. Khi Chúa tôi đến, Chúa tôi là ánh sáng, ngài đến để ngài đẩy dần đi bóng tối của tội lỗi, thế là mỗi tuần lại đốt thêm một cây nến. Có nghĩa là gì? Là càng gần đến ngày giáng sinh là càng gần đến ngày Chúa đến thì càng nhiều ánh sáng. Thì ánh sáng đẩy lùi đi cái bóng tối của bóng tối đem của tội lỗi của sự chết. Cho nên mỗi tuần đốt thêm một cây nến để nói Chúa đang gần đến rồi. Ánh sáng càng ngày càng nhiều rồi. Và ánh sáng càng nhiều bao nhiêu thì càng đẩy đi cái bóng tối bấy nhiêu. Ừ. Ba cây màu tím nói lên sự sám hối đó. Một cây màu hồng à, đó là để nhắc nhở chúng ta là cái Chúa Nhật thứ ba của mùa vọng là Chúa Nhật gọi là Chúa Nhật vui mừng. Tại sao vui mừng vậy? Bởi vì Chúa Nhật thứ ba mùa vọng rồi chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ mừng Chúa Giáng sinh. Cho nên giáo hội muốn khích lệ chúng ta là gì? Hãy vui mừng lên đi. Đừng có lo lắng bởi vì trong lúc chờ đợi như vậy thì người ta cảm thấy đôi khi cảm thấy buồn chán, đôi khi cảm thấy lo lắng và chán nản. Cho nên xã hội nói rằng hãy vui lên đi bởi vì Chúa đã gần đến rồi. Hãy vui mừng lên đi. Đó là ý nghĩa của cái, 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 cái nến như vậy để nhắc nhở chúng ta. Tức là trong gia đình chúng ta cũng có thể làm cái vòng nhỏ để trong gia đình trên bàn cơm rồi tới những lúc gia đình ăn cơm cũng đốt những cây nến như vậy để nhắc nhở không những trong giáo xứ nhà thờ mà trong gia đình chúng ta cũng có sống cái tinh thần của mùa vọng đó. rồi một cái hình ảnh nữa là làm cái cây gọi là cây gia phá đó. có một cái cây như cây thông cây Noel cũng được. Rồi dán các cái tên của gia phả của Chúa Jesus thành những cái giấy đó treo lên trên đấy để vừa học hỏi nói tới gia phả của Chúa Giêsu sinh ra như thế nào cũng là cách để giúp cho gia đình chúng ta, giáo xứ chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đó mùa vọng. Đó là một số các tư tưởng tôi chia sẻ như vậy Và tôi xin tạm dừng lại đây Để mời ông bà anh chị em Ai có cái điều gì chúng ta muốn thắc mắc chia sẻ Thì tôi xin mời Chào cha con là Châu ở Lục An Vâng chào bà à, Con à, Tại vì con giữ cái phần trang trí cho nhà thờ đó Vâng thì, à, thì con biết là trong mùa vọng Thì không có được cái này là làm hoa hòe hoa sói nhưng ừ. mà uh, có người nói với con đó là phải uh, để những cái khăn màu tím thì con lấy thường là khăn màu tím thì là là để cho cho mùa chay thành ra con không hiểu là tại sao trong trong mùa vọng cũng để khăn màu tím là sao dạ vâng bởi vì trong mùa vọng cũng có cái tâm tình sám hối à, tuy nhiên là nó không có uh, gọi là được nhấn mạnh như trong mùa chay tuy nhiên mùa vọng cũng là cái mùa mà như chúng ta đọc cái bài tin mừng hôm qua đấy bắt đầu vào cái là lời của Gioan Tẩy Giã là gì là hãy nói hãy ăn năn sám hối the cái màu tím đó để nhắc nhở chúng ta về cái sự ăn năn sám hối về cái sự cầu nguyện đó thưa bà vậy tức là tức là tụi con không không được làm những cái màu khác nên là màu tím dạ vâng màu tím hoặc màu trắng nhưng mà không nên trang trí những màu khác vậy và trong nhà thờ thì cũng có cái gì đó uh, nó làm cho nó nó gọi là trang trí cách đơn sơ mộc mạc hơn bình thường. Yeah. thì con con cũng trang trí đơn sơ thôi nhưng ừ. mà ừ, nhưng mà như, như nến thì là vẫn là màu đỏ này. con thể nào làm nến màu tím được. Ừ. rồi những cái khăn thì con không có khăn tím thì con con dùng những cái cái khăn tay bằng sợi tay á cho. Ừ. À, thì 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 con con làm như vậy nhưng mà con con cũng muốn nghĩa là hiểu rõ thêm. Dạ vâng, dạ vâng. tại sao phải phải làm màu tím đấy thôi. Dạ vâng. Nếu có thể được thì màu tím thì sẽ hay hơn. À, tuy nhiên nếu chẳng có màu tím thì chúng ta dùng những màu khác mà dùng gọi là với giới hạn à, và nếu không cần thiết thì không có cũng được. Ừ. Dạ vâng. Cảm ơn. Dạ vâng. Có ai có thắc mắc hay câu hỏi hay điều gì chia sẻ ngắn gọn không? Hay lúc nãy nghe tôi nói là mùa vọng là chúng ta phải dám bớt những sự ồn ào đi giờ thinh lặng hết rồi để mà gọi là tính thức và suy niệm cầu nguyện phải không? <laughs> thưa cha con là nhung á con muốn hỏi à, như trong cộng đoàn giáo xứ chúng con á thì cứ mỗi tháng thì có một lễ một lần rồi trong cái mùa Giáng sinh á thì lễ một lần thì tất nhiên là nó phải nó phải trước mùa Giáng sinh thì chúng con sau lễ thì cũng có cũng có tiệc đồ này kia thì nó mới nãy như cha nói mình không có nên đó thì bây giờ phải làm sao cha thì nói chung là nếu cái lễ đó mà là lễ Giáng sinh thì được. nếu cái lễ ừ, đó mà chưa, Giáng... chưa Giáng sinh nhưng mà cái lễ đó là như chị nói là làm theo lễ Giáng sinh đúng không? dạ yeah. dạ vâng thì nếu đó thì có là trong cái tinh thần đó thì cũng được. Uh -huh. à, okay. dạ vâng uh -huh. đó là nghĩa là chúng ta làm làm sao để rồi chúng ta ý thức được cái việc chúng ta làm. Uh. Chúng ta ý thức được việc chúng ta làm và đôi khi tôi cũng biết là ở châu âu thì uh, vì thiếu linh mục và các cộng đoàn công giáo việt nam thì sống rải rác cho nên là không phải cộng đoàn nào cũng có lễ giáng sinh vào đúng ngày giáng sinh được mà đôi khi là phải lễ trước giờ ngày giáng sinh hay là sau ngày giáng sinh vì vậy là cái nhu cầu mục vụ nó cũng phải uyển chuyển thế là có thể là chúng ta cũng phải có những cái cử hành nó uyển chuyển tuy nhiên điều quan trọng là chúng ta ý thức được việc chúng ta làm làm sao để cho nó đúng tinh thần thôi còn vì cái nhu cầu mục vụ và cái hoàn cảnh đôi khi chúng ta cũng phải có những sự uyển chuyển ở trong đó. Cảm ơn cha. Vâng, không có gì chị. Và đôi khi cái nguy hiểm nhất là ngày hôm nay là nhiều khi chúng ta để ý quá nhiều về vấn đề bên ngoài, lò trang trí hàng đá điện rồi cây thông đủ thứ tưng bừng cả, nhưng mà có khi lại chẳng có tính tâm. À, chẳng có xưng tội gì cả nhiều giáo xứ thì chẳng có tổ chức tĩnh tâm mà chỉ lo uh, làm hang đá rồi lo trang trí thôi à, hay là cũng chẳng có việc uh, uh, những giờ cầu nguyện thanh lặng mà tối ngày chỉ lo tập hát để mà hát cho hay trong giáng sinh nghe là tập văn nghệ này kia văn văn thôi à, thì cái đó là chúng ta phải lưu ý à, không có nghĩa là chúng ta không được có văn nghệ không có nghĩa là chúng ta không được hát thánh ca à, hay là không được trang trí được trang trí được hát thánh ca được làm văn nghệ nhưng mà cũng không thể mà chỉ có những việc bề ngoài mà phải có những tĩnh tâm những cái ngày thầm trầm lắng xuống cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn và làm cho đúng cái mục đích ý nghĩa bởi vì chúng ta là những người công giáo khi chúng ta chúng ta chỉ cảm nghiệm được cái niềm vui của cái ngày lễ đó cái sự ân sủng của cái ngày lễ đó khi chúng ta sống cái tinh thần của nó à. À, hôm nay là tôi chiều hôm nay là tôi bắt đầu giảng tính tầm mùa vọng à, trong một giáo xứ đầu tiên và trong mùa vọng này thì tôi đi giảng tới 8 giáo xứ à, riêng ở trong miền à, tối hôm nay thì tôi bắt đầu giảng ở giáo xứ à, thánh linh ở miền nam cali ở dưới orange county à, tối thứ hai tối thứ ba tối thứ tư à, rồi tối thứ năm tối thứ sáu thứ bảy thì tôi lại giảng ở giáo xứ sen Columban. À, cũng ở bên uh, Orange County và sáng thứ bảy thì tôi lại giảng uh, cho uh, giáo sứ St. Nicholas rồi sau đó tôi sẽ bay lên trên miền uh, bắc cali ở trên san jose uh, cũng ba giáo sứ trên đó uh, giáo sứ đức bà Chốn tự nương giáo sứ chú, 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 chú ba ngôi rồi uh, giáo sứ uh, đức mẹ la vang hay ngày xưa là giáo sứ patient phát trước rồi sau đó là sang bên uh, philadelphia rồi lại về lại uh, new orleans uh, cho nên cũng rất là bận rộn và tôi cũng tuy bận rộn nhưng mà tôi cũng có một cái vui mừng là các giáo sứ có chuẩn bị tĩnh tâm có chuẩn bị tâm hồn cho giáo dân để mừng lễ Giáng sinh tại vì có những giáo sứ thì ít nhất là một năm có tính tâm hai lần vào mùa vọng và mùa chay có những giáo sứ thì chỉ một năm tính tâm một lần vào mùa chay thôi và có những giáo sứ thì chẳng bao giờ có tĩnh tâm <laughs> Xin cha cho thêm một cái điều rất đặc biệt nhé tức là ừm um, khi là chưa chưa nói rằng á chưa sẽ ban cho mỗi người một nén bạc thì chỉ bản thân con đó bây giờ tiền hết rồi không không khơ uh, tiền về hưu đó là phải chi những cái cái cần phải chi trong gia đình con cái giờ hết rồi yeah. mà bây giờ chưa ban cho được mảnh khỏe nè mm. thì bây giờ tự nhiên con lại nghĩ rằng á không không có về hưu nữa nghỉ 6 năm rồi đủ rồi mm. bây giờ thực sự con muốn đi làm để kiếm tiền để khi kiếm thêm tiền để khi mà có những cái chỗ nào những người khốn khổ đó thì mình có thể giúp một cách tự thoải mái nhưng bây giờ đó thì um, có sự lấn cấn nếu con đi làm thì chắc chắn rằng cái việc cầu nguyện đó nó sẽ giảm bớt đi thì 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 xin cha cho biết thêm ý kiến là hai cái một cái đi làm có thêm tiền để mà mình giúp đỡ người khác tốt hơn hai là mình chuyên tâm cầu nguyện cho thế giới cho mọi người tốt hơn cha à, thế là bây giờ coi như là cầu nguyện hay là làm việc phải không dạ <laughs> yeah. cho nên nó cứ bị lấn cấn trong khi đầu và không giải quyết được lắm à, uh, um, nó cũng tùy trong hoàn cảnh hả thế là bây giờ cầu nguyện thì cũng tốt thôi và giúp cho người ta cũng tốt thôi thì là chúng ta có thể là làm sao để cho nó có sự cân bằng cái điều đó thế chúng ta cầu nguyện nhưng mà ví dụ khi thánh khi thánh phaolô nói rằng à, chúng ta phải cầu nguyện một cách liên lý Liên lý đây không có nghĩa là 24 trên 24 là chúng ta cứ phải ở trong nhà nguyện hay là ở trước bàn thờ để cầu nguyện. Ai cũng phải ăn phải ngủ, thế cầu nguyện liên lý như thế nào? Thì như Thánh Augustino đó thì ngài nói cầu nguyện liên lý là gì? Thứ nhất là thường xuyên nhớ đến Chúa, thường xuyên nghĩ về Chúa cũng là cầu nguyện rồi. Và người, và Thánh Maximus nói là chúng ta phải nghĩ về Chúa thường xuyên như hơi thở và hơn hơi thở nữa. Thế cho cầu nguyện là không giới giới hạn được chỗ là chúng ta lần chuỗi mân côi rồi lần chuỗi lòng chú thương xót hay là đọc kinh này kinh kia trong nhà thờ hay là à, ở tại trước bàn thờ nhà mình mà cầu nguyện ở đây luôn là việc gì? Nghĩ đến Chúa, nhớ đến Chúa cũng đã là cầu nguyện rồi. Và nếu nhớ đến Chúa, nghĩ về Chúa và làm về Chúa thì những người đang đi làm lao động cũng có thể cầu nguyện theo nghĩa đó. Thế có nghĩa là gì? Là chúng ta cũng vẫn có thể cầu nguyện và chúng ta cũng có thể làm việc. Có thể là cách cầu nguyện nó khác đi thôi thế là chúng ta cho nên vì vậy mà hoặc là chúng ta không có thể không bây giờ chúng ta về hưu rồi mà chúng ta không có làm một ngày 8 tiếng chúng ta có thể làm vừa phải thôi có thể là làm một ngày 4 tiếng thôi thế là chúng ta vẫn có giờ cầu nguyện nhưng mà chúng ta vẫn đi làm và làm đây là không phải là để nuôi sống bản thân mình làm để giúp đỡ cho người khác và làm đôi khi còn tốt cho sức khỏe tốt cho tinh thần nữa nhiều khi cứ tối ngày loanh quanh luẩn quẩn trong nhà đôi khi nó cũng uh, uh, cuồng nó cuồng nó nó, 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 nó uất đi Thế ra ngoài đi làm để gặp người này người kia rồi nếu có lao động một chút trên tay nó cũng có tốt cho thể lý của chúng ta và khi thể lý tốt thì tinh thần nó cũng tốt. Cho nên là tôi đề nghị rằng cái sự cân bằng là có thể là chúng ta vừa cầu nguyện mà vừa đi làm và không đi làm 8 tiếng, đây làm 4 tiếng cũng được. Và trong cái việc làm đó chúng ta phải cầu nguyện mà cách là gì? Nhớ đến Chúa, nghĩ về Chúa. Đó. Mà như vậy nó cũng tốt cho thân thể lý của chúng ta và tinh thần của chúng ta nữa. còn giữa cái cái việc mà đi làm volunteer với đi thì cũng là điều tốt phải không cha? Dạ vâng. Tức là um, um, tức là ở đây bên đây đó nhất là covid đó thì nhà thương đó là um, nhiều người nghĩ lắm già rồi không 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 có làm được thì người trẻ thì người ta chỉ đi kiếm tiền thì bây giờ đó những cái nhu cầu bất cứ cái chỗ nào mà họ cần volunteer thì mình làm thiện nguyện đó thì mình đi làm thiện thiện nguyện vậy cũng là làm việc phải không cha? Nếu vậy thì không có có, có cái đầu óc cũng không nên rất là phải kiếm tiền đúng rồi kiếm tiền thêm để giúp đỡ. Dạ, vâng. đúng theo đúng rồi. Cái khả năng theo cái, môi, cái bối cảnh của gia đình đúng vậy à, tôi khích lệ những người nào về hưu rồi nhưng mà vẫn còn lái xe được vẫn còn chút sức khỏe nên ít nhất là nên làm những cái việc thiện nguyện đó người Việt của chúng ta là cứ nghĩ là hưu là về nhà ngồi ở nhà rồi coi tivi rồi hay là trông cháu lặt vặt trong nhà chứ úi, ít khi nghĩ đến những việc thiện nguyện lắm à, người Tây người nước ngoài thì họ làm cái điều đó nhiều hơn À, cho nên chúng ta còn sức khỏe đi được và cái điều đó là nó không những tốt cho người khác mà tốt cho chúng ta nữa thưa ông bà anh chị em chúng ta về hưu rồi mà chúng ta cứ lối cuối trong nhà thôi thì sức khỏe nó cũng xuống mà đầu óc đôi khi ở trong nhà vợ chồng người hưu trong nhà nhiều quá được gặp nhau quá đôi khi lại cãi nhau tối ngày cũng có nữa tức là đi làm việc thiện nguyện bên ngoài nó tốt cho người khác mà nó tốt cho cả chúng ta nữa từ thể lý và tâm lý và như vậy mình không còn hưu mình còn khỏe mãi bởi vì mình có hoạt bát mình có lao động À, vừa giúp người mà giúp cho mình nữa cái điều đó tôi rất là khích lệ à, là chúng ta làm như thiện nguyện mà ngày hôm nay tôi cũng thấy rằng à, nhiều người lắm ví dụ tôi biết là một số những người về hưu rồi nhưng mà họ vẫn lái xe đi lại được thì ngay cả trong giáo xứ thì họ tình nguyện đi đưa mình thánh chúa cho những người ốm đau bệnh tật rồi họ đến hôm buổi tối hôm qua tôi thăm một bà, à, bà 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 dì của tôi năm nay 97 tuổi rồi à, thế là bà nói rằng tuần nào cũng có người đưa mình thánh chúa đến đây và bà nói rằng cái cô đưa mình thánh chúa đến đây đó cô khéo lắm cha ơi Cô đến không những đưa mình thánh chúa mà cô còn khuyên cho con rồi cô còn dạy cho con nói lời chúa khích lệ con trong tuổi già đừng buồn đừng tối vân vân. Đó là những việc rất là tốt lành. Đó. nhiều người nghèo đó là họ làm những việc đó. Đưa lái xe đi đưa mình thánh chúa cho những người eh, già yếu, những người ốm đau bệnh tật rồi đôi khi điện thoại thăm hỏi hoặc những ngày mùa vọng mùa chay họ giúp mời cha đến để mà giải tội cho những người đó. Tôi thấy là những việc này là làm rất là tốt lành. Ngay cả những việc như bà nào vừa lúc nãy nói đấy, giúp trang trí trong nhà thờ, quét nhà thờ, quét sân, vừa tốt cho giáo sứ mà vừa có cơ hội để mà thể dục thể thao nữa, lao động để cho tốt cho sức khỏe nữa. Mà đặc biệt là Chúa nói rằng gì? Là Chúa cho ai mà người đó sử dụng thì Chúa còn ban cho thêm nhiều ơn nữa. Còn cái người mà có một chút mà không đưa ra sử dụng phục vụ thì cái nó có cũng sẽ lại bị lấy đi. Giờ Chúa còn cho sức khỏe mà không sử dụng nó để cho càng sử dụng nó sức khỏe nó tăng lên, nó mạnh khỏe lâu dài hơn. Còn giờ có sức khỏe mà cứ ngồi nhà không làm cái gì thì có khi là ốm bệnh đến mau lắm, càng ngày càng quyệt quệ đi. Thế là những cái điều mà tôi thấy rằng đúng làm tiền để giúp cũng tốt mà không làm được thì làm việc những việc thiện nguyện tốt cho người tốt cho mình. Dạ vâng. Dạ vâng. Con chân thành cảm ơn cha cho liều thuốc bố này. Vâng, cảm ơn cô. Chà ơi, con chào cha nha. Dạ vâng. Chào chà, cô. Chà, con có câu hỏi này. Dạ. Con biết rồi, rằng là cái này là con hỏi là về về nó về các linh hồn thôi. Cái này là một vọng rồi con biết. Vâng. Dạ. Nhưng mà hôm bữa đó, cha nói rằng là các linh hồn, người mà chết rồi á thì khi mà họ chết rồi thì họ không có còn luẩn quẩn. Giống như là bên 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 lương là nói là cái linh hồn nó còn lẩn quẩn mà nó về hẳn nơi nơi phán xét nhưng mà con thấy có những trường hợp như là như cái bài chẳng hạn như thí dụ như uh, bác con á bác ruột của con á bác mất xong rồi cái ngày mà cái ngày mà giống như là trong á trong cái những cái ngày đám tang á thì con thấy uh, nhà bác con kể lại á là có người thấy bác gái của con cái bóng của bác gái con ngồi ở, ở ngoài cửa á. đó mặc thí uh, dụ như mặc cái bộ quần áo uh, cái cái bộ quần áo mà bác uh, mà trong quan tài mà bác con mặc thấy bác con như vậy mà chỉ có người đó thấy thôi xong rồi uh, nó mới nói lại uh, khi mà họ vào họ dính xét đó thì họ mới nói là uh, họ gặp bác con như vậy thì vậy nghĩa là sao? <laughs> à, trong những trường hợp hay, hay là như vậy nữa này ừ. này hay là như vậy là chính cái trường hợp của con này con có một người bạn họ mất lúc mà khi trước khi họ mất á thì ở bên Việt Nam là con có về con thăm con có thăm xong rồi những khi con trở về Mỹ á thì họ bị mất họ mất thì khi mà con về Mỹ á thì tình cờ một đêm con ngủ lúc mà con ngủ á thì con con nghe cái giọng hát người đó hát bên tai con thế là làm con giật mình dậy như vậy là sao mà em nói rằng là cái linh hồn đó nó không còn lòng vọt đấy. Vâng, cảm ơn Thì là chị. như thế nào? À, có thể giải thích thành ba cái hướng như thế này. Thứ nhất đó, là người nói rằng thấy cái bóng ngồi đó hay là chị nghe cái tiếng nào đó. Nhưng mà cũng chỉ là mình nói như vậy thôi chứ chưa có gì chứng minh cả. Đúng không nào? Thế là cũng có thể là có và cũng có thể là đôi khi thần tính hát thần hồn và đôi khi là vì mình nhớ nhung một cái người nào đó quá hay là mình lo lắng gì quá và đôi khi mình có những cái cảm giác như vậy nhưng mà nó chỉ là một cái ảo giác thôi chứ chưa chắc là thật. Thế là đó là một cái cái hướng cái giải hướng giải, cái giải thích thứ nhất là đôi khi nó vì mình thương nhớ một người nào quá hay là mình lo lắng sợ ai gì quá đôi khi trong cái lúc đó nó có thể là những cái ảo giác chứ chưa chắc là một cái sự thật. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, giải thích thứ hai đó Là nếu Chúa muốn à, Chúa có thể cho phép một người nào đó về Nhưng mà về đây không có nghĩa là luẩn quẩn ở đó Mà họ đã đến tòa Chúa phán xét rồi Và Chúa có thể cho phép đó, Những cái linh hồn nào về với những lý do gì đó Mà Chúa cảm thấy rằng chính đáng và xứng đáng Chúa có thể cho họ về Nhưng mà không có nghĩa là luẩn quẩn lãng vãng ở đó Cái hướng giải quyết, cái cách giải thích thứ ba đó là chúng ta phải cẩn thận đôi khi đó có thể là những việc làm của ma quỷ. Bởi vì ma quỷ cũng có thể làm được những việc đó. Ví dụ trước đây tôi có nói đó, những cái việc gọi hồn hay lên đồng có thật không? À có. Có nhiều người nói rồi, rõ ràng là mẹ tôi rồi, cái người đó gọi mẹ tôi về bởi vì cái giọng nói đó là giọng của mẹ tôi và chỉ có mẹ tôi mới biết được những cái chuyện đó thôi. Ma quỷ có làm được những việc đó không? Có, nó có thể làm được. Và ma quỷ làm được những việc đó để làm gì? để cho người ta sợ hãi và chính sợ hãi đó từ từ sẽ làm lung lạc đức tin trở thành mê tín dị đoan. Cho nên ba cái hướng mà tôi có thể tạm thời có thể là giải thích là thứ nhất là có thể là đôi khi chỉ là những cái ảo giác, những cái ảo tưởng. Thứ hai, đó là được Thiên Chúa cho phép vì lý do chính đáng nào đó, cần thiết nào đó và cái linh hồn đó đã về trước tòa Chúa phán xét rồi và được Chúa cho phép trở về À, như chúng ta thấy là trong uh, tin mừng trong dụ ngôn chúa giêsu kể về cái việc mà cái ông giàu có đang nào khi chết xuống uh, xuống ngục ngục rồi xin uh, ông áp laam rồi xin chúa cho để về để báo mộng cho nhà mình thế là có cái việc đó nhưng không có nghĩa là cái linh hồn đó loanh quanh lẫn quẩn đó mà họ đã đến tòa chúa phán xét rồi và vì lý do chính đáng nào đó chúa có thể cho một linh hồn nó về với những lý do cần thiết và chính đáng cái thứ ba có thể cũng có thể là việc làm của ma quỷ để cho chúng ta sợ hãi chúng ta lo lắng và từ cái sự sợ hãi lo lắng đó chúng ta lung lạc đức tin và dẫn vào tình trạng mê tín dị đoan cái điều đó cũng có nữa dạ dạ vâng cảm ơn cha nhiều dạ vâng, không có chi chị để cho con hỏi à, mùa vọng với lại tháng các linh hồn thì có liên quan gì đến nhau không tại vì à, khi mà ở trong tháng các linh lên tháng 11 thì các bài đọc cũng nhắc về sự sống đời sau rồi về chuẩn bị rồi sau đó thì giáo hội mình lại uh, tiếp tục là mùa vọng thì cũng để nhắc về cái điều đó thì con không biết là cái lịch sử của mùa vọng với là tháng linh hồn tại sao lại kế bên nhau như vậy. Vâng cảm ơn chị <laughs> chị cũng để ý cái điều đó rất là tốt. Thứ nhất là chúng ta thấy là theo uh, lịch phụng vụ ha thì tháng các linh hồn thường tưởng là tháng 11 Và tháng 11 cũng là cái thời điểm Cuối năm của năm phụng vụ Rồi mùa vọng là đầu năm phụng vụ Thế là cuối năm phụng vụ Giáo hội cũng nhắc nhở cho chúng ta tới Cái ngày cánh chung ngày tận cùng Cuối năm phụng vụ là Cái thời gian để nhắc nhở đó cho nên các bài đọc Thường nói tới cái việc mà Chúa sẽ đến phán xét nhân loại lần thứ hai Hay là đến cái chết vân vân Thì nó cùng trong cái tinh thần Của cái, cái tháng các linh hồn các linh hồn nhắc nhở tới cái chết thì cuối năm phụng vụ cũng nhắc nhở chúng ta rằng ai rồi cũng phải chết đó. thế là rồi cuối cùng cũng trở về với Chúa nó trong cái tinh thần đó rồi mùa vọng à, thế là cuối năm phụng vụ thì thường nhắc tới là gì tới cái chết nói tới việc uh, cái chết cá nhân cũng như là Chúa đến lần thứ hai còn mùa vọng thì như lúc nãy tôi đầu tôi có chia sẻ thì một trong những mục đích của mùa vọng cũng nói tới việc Chúa sẽ đến trong ngày cánh chung ngày tận thế vì nó cùng với ký tưởng đó cho nên các bài đọc là thường xuyên nói tới việc Chúa lại đến. Đặc biệt trong cái phần đầu của mùa vọng từ ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho đến ngày 16 tháng 12 là thường nói tới việc Chúa sẽ đến trong ngày Cánh Trung, ngày Quang Lâm thì nó trùng với những cái bài đọc và những ý tưởng của cuối năm phụng vụ và cũng trong cái tâm tình của tháng các linh hồn là ai rồi cũng phải chết thì phải, phải chuẩn bị. Dạ vâng. Dạ vâng. ai đặt câu hỏi gì đó không? Dạ có cho con cho con Mày... hỏi một câu nữa, à, sẵn nói về lễ cắt cản lên hồn mất thì con xin hỏi là tại sao cái 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 đất cái kêu là nghĩa địa kêu là đất thánh gì cha? À gọi là đất thánh đó có thể là hai cái lý do một cái lý do đó là cái đất đó là nơi đã được làm phép, nơi để dần dành chôn những cái người Công giáo, thế là thánh ở cái chỗ là đã được thay được làm phép, được dùng để mà cho cái việc chôn cất những cái tín hiệu đã qua đời và chúng ta biết rằng đối với người Công giáo đó thì tuy rằng xác đất phật hèn nhưng mà cái xác đó phải được tôn trọng bởi vì xác đó được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa đã được sức đã được rửa tội được sức giàu được lãnh nhận các bí tích cho nên giáo hội vẫn tôn trọng cái thân xác đó và thân xác đó tới ngày tận thế sẽ sống lại cho nên vì vậy mà ngay cái việc chôn cất cũng phải được cử hành một cách trang trọng chôn phải có một cái phần đất riêng để dành cho cái việc đó làm phép thì gọi là đất thánh cái thứ hai có thể gọi là đất thánh là bởi vì trong cái vùng đất đó chôn thì có những người cũng là thánh có những người được chôn cất ở đó cũng đã là những vị thánh. Có thể họ chưa được tuyên phong làm thánh được công nhận một cách công khai. Nhưng mà họ được lên thiên đàng. Và ở trên thiên đàng thì họ đã là thánh rồi. Chân vì lý do đó cũng gọi là đất thánh. Đó là nơi chôn các thánh. Đó là theo tôi nghĩ là hai ý nghĩa như vậy. Còn không biết là uh, cha tuyên úy hay ông bà anh chị em nào còn biết ý nghĩa nào nữa để gọi là, là đất thánh thì xin bổ sung và chia sẻ. Còn yeah. ít nhất thánh là tôi. Dạ. Yeah. À, yeah, vâng, con mời cha. Thì, thì khi mà mình còn sống thì đó là những thứ Paulo nói, thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa thánh Thần. Cho nên ngay cả khi chết thì mình quan tài, mình cũng sung hương, mình cũng tỏ ra rất là kính trọng. Và những người chết thì mình không biết được là họ được lên thiên đàng hay không lên thiên đàng, hay là chưa lên thiên đàng, hay là ở dưới đường đường tội thì cũng là thánh rồi. Và vấn đề thánh đã làm phép nghĩa địa đó thì vừa cha nói đó thì đã dành cho để kính để tôn kính thiên chúa dành cho thiên chúa cho nên là cái đó gọi là đất thánh nhưng bây giờ thì nó lại trở thành phức tạp hơn là bởi vì ở trong đó họ chôn rất là nhiều người thì lành hồi giáo tụm lúc hết thứ nhất là những thành phố thì cái điều đó lại, nó lại khác đi nhưng mà ở trong các vùng quê ở bên thụy sĩ này thì Nhà thờ mình ngay bên cạnh nhà thờ cũng là đất thánh cho những người ở trong giáo đó. Và chúng ta thấy rõ ràng là ở những nghĩa trang công giáo đó, thuần túy đó, tức là nghĩa trang là cái nơi đất thánh cho nên vì vậy mà phải được có tường rào bao bọc hẳn hoi rồi cũng phải được giữ gìn cho sạch sẽ, nghiêm trang, rồi cho nên đó là những cái tư tưởng mà chúng ta nhắc tới cho nên là À, chúng ta ý thức rồi ngày xưa chúng ta nhớ là gì là chỉ những người công giáo mới được chôn ở trong đó thôi. Nhưng bây giờ thì cái hoàn cảnh khác rồi. À, cho nên vì vậy mà đôi khi là cả người công giáo và không công giáo đều chôn lẫn lộn với nhau. À, tuy nhiên có những nơi thì ở nghĩa trang thì họ chôn lẫn lộn nhưng mà họ vẫn dành ra một cái phần như người công giáo đó thì chôn một cái phần nào đó để rồi nhiều khi tiện cho việc à, vào tháng 11 thì cha có thể ra dâng lễ ở cái chỗ đó bên thì bình thường thì cứ mỗi một năm đến khi ngày lễ cầu hồn thì ông cha sẽ ra đó làm phép để đọc kinh không có khi làm lễ ở ngay trên đó nữa nếu mà nó lạnh quá thì đó là cái nơi thánh Rồi. Rồi còn ai hỏi nữa không? À, cho, không cho, cho con hỏi là cái chương trình cha giảng trong mùa vọng ở bên Mỹ đó cha. Dạ. Cha giảng 3 ngày ở đâu ở đâu đó. Cha có cái chương trình đó nó có lên trên online không cha? À, tức là những bài giảng của những bài giảng của tôi hay là hay là hay cái chương trình thôi. Cái chương trình không những bài giảng của cha đó Chắc trong những cái giờ cha giảng đó họ có cho lên online không cha? À cũng tùy giáo xứ như tôi biết là tối hôm nay là giáo xứ Thánh Linh là họ có livestream có nghĩa là họ có phát trực tiếp đấy. À, còn có những giáo sứ thì họ không phát trực tiếp nhưng mà sau đó thì họ có đưa lên trên uh, uh, cái trang website của giáo sứ của họ uh, riêng phần của tôi thì tôi cũng thường uh, đưa những cơ cũng thâu những bài giảng đó và tôi cũng đưa lên cái kênh uh, youtube lời yêu thương của tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà chúa uh, như là tối hôm nay thì tôi cũng uh, bắt đầu phát một uh, ba tối liền uh, tối hôm nay tối ngày mai và tối ngày tới tôi cũng đưa lên trên uh, kênh youtube lời yêu thương Uh, ba bài giảng mùa vọng của tôi, tôi giảng cách đây đâu là một năm thì phải. Nó chỉ là audio thôi nhưng mà cũng có những tư tưởng uh, thiết thực giúp được. Cho nên là trong lúc mà tôi chưa đưa những bài giảng trực tiếp lên được thì tôi đưa những bài giảng đó lên thì nếu bà anh chị em nào mà theo dõi cái kênh YouTube lời yêu thương thì cũng có thể trong ba tối tới cũng có thể nghe được những bài giảng mùa vọng của tôi uh, và uh, ông bà anh chị em có thể lên cái uh, trang web chính thức của giáo xứ Thánh Linh, uh, Holy Spirit đó. Uh, của miền Nam Cali thì nếu tôi nhớ không lầm là họ sẽ phát trực tiếp livestream tối nay tối mai và tối ngày kia và ở những nơi khác cũng như là chính bản thân tôi cũng sẽ đăng từ từ những cái bài giảng đó trên cái kênh YouTube Lời Yêu Thương. Xin yeah. phép cha cho con xin được đặt một câu hỏi ngắn nữa thôi cha. Vâng một dạ. chị. À, hồi nãy con cảm ơn cha là đã giải thích cái việc là mọi người cứ tổ chức ăn mừng trước cái ngày Chúa Chúa đến Chúa giáng sinh thì thực sự trong cộng đoàn của con á thì cũng có nhiều lần như vậy mà con con thực sự con cũng thắc mắc là tại sao Chúa chưa đến mà mình lại tổ chức ăn mừng ví dụ như là ví dụ như ca đoàn thường là đặt những cái tiệc trước cái ngày Chúa giáng sinh thì để nói là các anh chị nói là để tổ chức trước để mà tiện cho các mọi người khác có thể sinh hoạt gia đình sau cái ngày Chúa giáng sinh cho nên là mình sẽ tổ chức trước thì con theo cha giảng như hồi nãy gì như vậy là những cái đó là sai rồi phải không cha? tức là uh, những cái ngày những cái tuần trước chú giáng sinh là mình phải có cái 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 cái, cái lòng tĩnh tâm để mình uh, cầu nguyện mình sẽ uh, yên tĩnh. chứ còn đâu còn những cái ngày đó tiệc tùng là không đúng phải không cha? con uh, với lại con con xin hỏi cha là nếu mà như vậy á thì con sẽ phải uh, góp ý như thế nào để cho các anh chị trong cộng đoàn của tụi con hiểu? chứ có những thứ mà nhiều khi con 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 biết là không đúng mà con không biết giải thích sao? <laughs> dạ, con cảm ơn cha. Vâng, à, cảm ơn chị. À, cái khó đây đó là thứ nhất đó, là ở nhiều giáo xứ, nhiều cộng đoàn đã trở thành cái thói quen mà đã nói tới thói quen đó thì khó đổi. Thói quen thì khó đổi. Và cái đáng buồn nữa là gì là như từ đầu bài chia sẻ tôi có nói đấy, chúng ta tuy là người công giáo nhiều khi chúng ta không hiểu được việc chúng ta làm có lẽ chúng ta đã sống rất nhiều mùa vọng rồi, cử hành rất nhiều lễ mừng Chúa Giáng Sinh rồi, nhưng mà có khi chúng ta chẳng ý thức được việc chúng ta làm, mà vì không ý thức được cho nên chúng ta một là cử hành không sốt sắng, tham dự không có hiệu quả, hai là chúng ta lại còn có khi làm gương mù nữa, gương xấu nữa là khác cho nên vì vậy mà qua những cái chương trình mà cha tuyên úy mời các cha chia sẻ trong bài anh chị em đây là gì để cho chúng ta cùng nhau học hỏi cùng nhau ôn ôn lại để rồi chúng ta ý thức hơn để chúng ta làm cho đúng cử hành cho đúng để rồi chúng ta tham dự một cách sốt sáng hơn nó ý nghĩa hơn hiệu quả hơn à, cho nên vì vậy mà à, tôi hy vọng rằng à, mỗi người chúng ta đều có sự khiêm tốn đủ à, và mùa vọng này cũng là cái thời gian sám hối của người là thay đổi có khi thay đổi những thói quen mà nó không tốt thay đổi những thói quen không đúng để chúng ta làm cho đúng và như vậy thì chúng ta không những là cho chúng ta mà chúng ta còn truyền giáo cho người khác và cho con cho cháu của chúng ta nữa. Thế là trong trường hợp mà chị không có thể giải thích được thì chị cũng có thể là mời họ lắng nghe những cái bài chia sẻ của chúng tôi như thế này, gửi cho họ những cái đường link để họ có thể nghe được những bài chia sẻ như thế này hoặc là chính chị cũng có thể nghe lại để rồi viết xuống vào cái nốt để chia sẻ và tôi rất hy vọng rằng như tôi nói đó, thói quen thì khó chia sẻ và đôi khi người công giáo ta vẫn dùng cái lý do là gì như lúc nãy chị nói tiện, tiện cho các gia đình, tiện cho cái kia, chúng ta phải rất là nguy hiểm. Như tôi nói đó là chúng ta đôi khi phải uyển chuyển vì những lý do chính đáng. Nhưng mà chúng ta đừng làm bất cứ cái gì cũng tiện, nhân danh tiện chúng ta làm mà rồi chúng ta làm mất đi những ý nghĩa bởi vì chúng ta nhớ là gì, những cử hành trong phụng vụ là cách chúng ta diễn đạt đức tin của chúng ta. Mà nếu chúng ta làm sai là chúng ta diễn đạt chúng ta, đức tin nó sai đi. Mà không cẩn thận thì mù dẫn mù lăn khù xuống hố. Và tất cả những mùa phụng vụ, những cái hành phụng vụ của chúng ta không cẩn thận thì chỉ trở thành một cái hình thức mà thôi. Chứ còn trống rỗng không có ý nghĩa, không có mục đích, không sinh hoa trái gì cả. Mà chỉ làm hoàn toàn là bề ngoài thôi. Cho nên vì vậy mà mong rằng à, những người mà được à, góp ý cũng có đủ khiêm tốn đủ để sẵn sàng thay đổi để sám hối để hoán cải và nếu cần thiết thì chị có thể nghe lại chị viết xuống để chị có thể góp ý một cách chân tình và nó rõ ràng hơn hay là chị cũng có thể gửi những đường link của những bài chia sẻ này cho những anh chị và em khác để họ cùng nghe để cùng học hỏi bởi vì cái bài chia sẻ ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ đăng trên cái kênh YouTube lời yêu thương cho nên là nếu ai cần thì cũng có thể đến nghe hoặc là gửi những đường link cho những người quen những người bạn bè của mình yeah. dạ, nha. <laughs> dạ, con cảm ơn cha về con mong là bài hôm nay sẽ được xe nhiều nhất. Dạ con cảm ơn cha. Chị. Dạ. Chúa cùng anh chị em. À cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần chúc lành cho anh chị em. Amen. À, con kính chào cha, kính chào quý cụ ông bà anh chị em chúc mọi người một đêm bình an, một mùa vọng tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa và chúng ta hẹn gặp lại